Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Nhà đẹp của Mark Home. Và trong số phát sóng ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị công trình được Mark Home thiết kế cho gia đình nhà anh Sĩ có địa chỉ tại Thái Bình. Và trước khi đến với công trình ngày hôm nay, tôi xin phép giới thiệu một chút các thông tin cơ bản về công ty. Mark Home hiện nay đang là công ty xây dựng chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở dân dụng hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Và chúng tôi có rất nhiều các kênh truyền thông để quý vị có thể truy cập cũng như là tìm hiểu các thông tin về công ty. Ở trên YouTube thì chúng tôi sẽ có hệ sinh thái các kênh như là kênh Mark Home này, kênh Nhà đẹp Mark Home, kênh Nội thất Mark Home và Nhà phố Mark Home. Ngoài ra thì chúng tôi vừa mới ra mắt hai kênh mới, đó là kênh Lâu Đài Việt và kênh Min Home Nhà giá rẻ. Quý vị hãy đăng ký theo dõi này cũng như đón xem các video mà chúng tôi đăng tải hàng ngày lên các kênh truyền thông để có thể ủng hộ công ty cũng như là đón xem và lựa chọn những mẫu nhà ưng ý để áp dụng xây dựng cho bản thân và gia đình mình. Ngoài trên YouTube ra thì quý vị cũng có thể truy cập vào các trang website có tên miền như là markhomegroup.vn này hoặc là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên đây chúng tôi cũng đăng tải đầy đủ các thông tin về công ty cũng như là có các số điện thoại hotline để quý vị có thể liên hệ. Ở đây thì quý vị cũng có thể gọi điện đến các số như là 096 445 8888 hoặc 0828 133 333 0924 099 999. Ngoài ra thì trên website chúng tôi cũng đăng tải đầy đủ các chương trình ưu đãi khuyến mại đang được áp dụng cũng như là các hỗ trợ đến từ công ty đến quý vị khách hàng để quý vị có thể nắm bắt được kịp thời. Các vật liệu độc quyền của Mark Home cũng được chúng tôi đăng tải đầy đủ thông tin và hình ảnh trên website để quý vị có thể tham khảo. Ở đây thì chúng ta sẽ có như là sơn bột bá Mark Home này, thiết bị vệ sinh Mark Home, đèn LED Mark Home này, cửa Mark Home, sàn gỗ Mark Home này, sàn hộp không dầm công nghệ mới, thiết bị điện Mark Home và hệ mái cói và vì kèo. Ngoài ra thì Mark Home còn có các thầy phong thủy luôn đồng hành cùng quý vị trong suốt quá trình thiết kế. Các thầy phong thủy của chúng tôi thì sẽ tư vấn phong thủy chuyên sâu này, thực hiện các dịch vụ phong thủy này, tư vấn phong thủy theo tuổi cũng như là xem kích thước lỗ ban. Ở bên dưới này thì sẽ là các mẫu nhà đẹp được chúng tôi thiết kế cũng như thi công trọn gói cho quý vị khách hàng trên toàn quốc. Ở mỗi mục, mỗi phần thì chúng tôi đều chia ra các phong cách thiết kế khác nhau này cũng như là các mẫu nhà để quý vị có thể tiện theo dõi. Ví dụ như ở phần mẫu nhà đẹp thì chúng tôi sẽ chia ra các phần như là thiết kế nhà vườn này, các mẫu thiết kế nhà cấp 4, thiết kế nhà hiện đại này, các mẫu nhà ống đẹp cũng như là các mẫu thiết kế biệt thự. Ở bên phần thi công trọn gói thì có các phần như là nhà cấp 4 nhà vườn này, mẫu nhà mái Nhật này, mẫu nhà mái Thái, nhà phố này cũng như là biệt thự đẹp. Ở tất cả các công trình được chúng tôi giới thiệu ở đây thì chúng tôi đều đăng tải đầy đủ thông tin của công trình lên để quý vị tiện theo dõi. Ví dụ như ở đây thì sẽ có như là chủ đầu tư, địa chỉ của công trình cũng như là loại hình công trình, số tầng và diện tích xây dựng cũng như là tổng diện tích. Ngoài ra thì còn có cả công năng của công trình cũng được chúng tôi thể hiện đầy đủ và chi tiết ở đây. Các mẫu công trình được chúng tôi đăng tải và giới thiệu đến quý vị ở trên website thì chúng tôi cũng đều đăng tải chi phí xây dựng của từng công trình một ở từng thời gian và từng địa điểm để quý vị có thể tham khảo lựa chọn làm sao cho phù hợp với tình hình tài chính của gia đình mình. Ngoài ra thì chúng tôi còn có thi công và thiết kế nội thất cho công trình quý vị và các đồ dùng thiết bị nội thất thì đều được chúng tôi lấy tại xưởng sản xuất với giá tận gốc nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như là giá cả cực kỳ cạnh tranh ngoài thị trường. Và nếu như quý vị nào mà muốn tham quan không gian làm việc của đội ngũ kỹ sư này, kiến trúc sư của Mark Home cũng như là muốn trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm của chúng tôi thì quý vị hãy đến các cơ sở của Mark Home trên toàn quốc. Ở miền Bắc thì sẽ có trụ sở Mark Home Hà Nội có địa chỉ là số 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội. Ở miền Nam thì sẽ có trụ sở Mark Home Hồ Chí Minh có địa chỉ tại số 162, 164 đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình. Và ở miền Trung thì sẽ có địa chỉ tại số 287 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Và ngoài ra thì quý vị cũng có thể để lại thông tin của mình trực tiếp trên website ở mục là nhận tư vấn làm nhà. Ở đây thì quý vị hãy điền họ tên này, số điện thoại này, các hạng mục cần chúng tôi tư vấn như là xây nhà trọn gói này, thiết kế nhà, thi công hoàn thiện nhà này, thi công phần thô và cải tạo nhà cửa. Và ở bên này thì quý vị hãy điền và mô tả một số các nhu cầu cơ bản của quý vị như là diện tích khu đất này, quy mô công trình cũng như là phong cách thiết kế quý vị mong muốn là gì. Và sau khi chúng tôi nhận được thông tin của quý vị thì chúng tôi sẽ có nhân viên và đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư sẽ liên hệ trực tiếp để tư vấn cho công trình của quý vị. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng vì xây nhà đã có Mark Home. Mark Home, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản chuyên nghiệp, thi công gấp rút tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mark Home có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mark Home vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh.
Mắc Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắc Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắc Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó, vì có Mắc Hôn. Quay trở lại với công trình ngày hôm nay thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản vẽ 3D ngoại thất của ngôi nhà. Khi nhìn vào bản vẽ 3D ngoại thất này thì chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy công trình được xây dựng theo một cách thiết kế hiện đại này. Một tầng, phần mái phía bên trên được sử dụng là hệ mái Nhật. Và đây là một mẫu nhà vườn đang được rất nhiều chủ nhà quan tâm cả về mặt thẩm mỹ cũng như là công năng sử dụng và cực kỳ phù hợp đối với những chủ gia đình nào muốn xây dựng một công trình nhỏ gọn, không quá đồ sộ và to lớn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi để cho gia đình có thể sử dụng. Và công trình ngày hôm nay được thiết kế theo cách hiện đại cho nên là các chi tiết hoa văn trang trí này và các chi tiết phào chỉ phức tạp đã được lược bỏ hoàn toàn. Và thay vào đó là các chi tiết phào chỉ gờ tường đường thẳng này, chạy xung quanh công trình cũng như là các chi tiết kiến trúc vuông vắn được kết hợp hài hòa, giúp cho công trình của chúng ta nhìn luôn thu hút và nổi bật và mang một vẻ đẹp của sự hiện đại và phóng khoáng. Công trình ngày hôm nay được sử dụng hệ mái Nhật, tuy là chiều cao và độ dốc thì nó không bằng hệ mái Thái, nhưng mà khi mà chúng ta làm hệ mái Nhật thì chi phí nó sẽ rẻ hơn này và độ dốc cũng vừa phải giúp việc thoát nước mưa cũng như là chống nóng tốt mùa hè. Ngoài ra thì trước khi thi công phần mái Nhật thì chúng tôi cũng đã đổ bê tông cốt thép trước ở phần áp mái và được đổ đua ra ngoài khoảng từ 60-70 cm. Điều này vừa đảm bảo được độ vững chắc này cũng như tính thẩm mỹ cho công trình, ngăn được phần nước mưa nó sẽ dột ngấm trực tiếp xuống chân công trình phía bên dưới. Ngoài ra thì khi mà chúng ta đổ bê tông cốt thép đưa ra ngoài khoảng từ 60-70 cm xung quanh công trình như thế này thì sau này cái phần nước mưa nó rơi xuống thì nó sẽ không ảnh hưởng đến phần tường bên trong, gây tình trạng thấm này, ẩm mốc cũng như là bong tróc phần sơn. Trên phần mái thì các hệ thống mái được sắp xếp cũng như là phân lớp với nhau một cách hài hòa và hợp lý. Và bên trên mái cũng có các vị trí này đặt các hệ thống cột thu lôi như thế này, vừa đảm bảo được tính an toàn trong quá trình sử dụng cũng như là tạo điểm nhấn cho công trình. Ngoài ra ở trên mái cũng được để một vị trí đặt tiếc nước ở bình thái dương năng phục vụ cho nhu cầu sử dụng của gia đình. Đây thì sẽ là một số góc nhìn mà được chúng tôi vẽ khi nhìn từ trên cao xuống. Khi nhìn vào đây thì quý vị cũng có thể hình dung sơ bộ ra được cái công trình của chúng ta khi mà đặt vào khu đất nền nó sẽ như thế nào. Ngoài ra thì đây cũng là một số gợi ý để quý vị có thể thi công cái phần tường rào và sân vườn xung quanh công trình để làm sao cho đảm bảo được tính đồng nhất với phong cách thiết kế chung của toàn bộ công trình. Với màu sắc công trình của chúng ta ngày hôm nay thì được kết hợp hài hòa giữa màu của phần mái này, màu sơn cũng như là các vật liệu ốp ngoại thất giúp cho công trình chúng ta thì luôn thu hút và nổi bật. Phần mái công trình ngày hôm nay được lợp bằng ngói màu xám nâu này, kết hợp với hệ thống vì kẹp bằng hợp kim nhôm siêu nhẹ phía bên trong, vừa đảm bảo được độ vững chắc và tính thẩm mỹ cũng như là làm giảm tải trọng xuống phần đáy móng phía bên dưới. Về màu sơn được sử dụng cho phần ngoại thất thì được kết hợp hài hòa giữa hai màu sơn chính này, đó chính là màu trắng này, và phần màu này thì được hơi ngả về màu nâu một chút, đồng nhất với phần màu mái bên trên. Các vị trí được sơn màu nâu để tạo điểm nhấn là các vị trí phần tường áp mái này cũng như là phía chân công trình, kết hợp với các đường gờ tường đắp nổi chạy xung quanh công trình cũng như là màu sắc của cái phần kẻ chỉ âm tường. Điều này sẽ làm tăng tính thẩm mỹ cho công trình chúng ta hơn, giúp cho công trình của chúng ta không có cảm giác đơn điệu và nhàm chán. Ngoài ra công trình của chúng ta còn được tạo điểm nhấn bằng các chi tiết được ốp gạch trang trí màu xám ở các vị trí tường ở phía trên, phía dưới, ở vị trí cửa sổ phía trước công trình cũng như là ở phía chân cột sảnh chính, giúp cho công trình của chúng ta mang một vẻ đẹp của sự hiện đại và phóng khoáng. Phía chân công trình thì cũng được ốp đá trẻ để bảo vệ này, tránh tình trạng rêu mốc cũng như là bong tróc, hạn chế được phần nước đọng này ngấm trực tiếp vào chân công trình gây tình trạng nứt tường và phá hoại kết cấu. Ngoài ra ở phần chân công trình cũng được thiết kế các vị trí tiểu cảnh này để trồng hoa cũng như là đặt các chậu cây cảnh, giúp cho công trình của chúng ta thêm hòa nhập với thiên nhiên này, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu cho mọi người khi mà sử dụng và sinh hoạt ở đây. Khi mà quý vị thi công phần tiểu cảnh như thế này thì điều mà chúng tôi luôn lưu ý đến quý vị là cái vấn đề chống thấm cũng như là thoát nước ở phần tiểu cảnh, để tránh tình trạng sau này sau một quãng thời gian sử dụng thì cái phần nước đọng phía bên trong phần tiểu cảnh này nó sẽ ngấm ngược vào bên trong công trình gây tình trạng thấm này, ẩm mốc cũng như là bong tróc phần sơn, làm giảm tuổi thọ công trình của chúng ta. Và sau này khi mà đã bị ngấm ngược rồi thì nó sẽ rất khó xử lý, nên khi thi công thì quý vị nên lưu ý để hạn chế được cái tình trạng này phát sinh trong quá trình sử dụng. Công trình của chúng ta ngày hôm nay được sử dụng hệ bậc ngũ cấp đi lên với bề mặt ốp đá granite, để hai bên là được ốp đá màu đen cũng như ở giữa thì được ốp đá màu nâu đỏ. Đây thì sẽ giống như một tấm thảm để chào mời quý khách khi đến tham quan công trình.
Và đối với những thiết kế của Mark Home thì chúng tôi đều khuyên quý vị là nên sử dụng hệ bậc ngũ cấp đi lên, đặc biệt là đối với những công trình một tầng. Vì khi mà chúng ta sử dụng hệ bậc ngũ cấp thì công trình của chúng ta nhìn sẽ cao ráo và đồ sộ hơn rất là nhiều. Và đối với những công trình nào mà được thi công ở ngay mặt đường thì sau này cái phần đường giao thông phía trước mà có được đôn cao lên thì công trình của chúng ta nhìn cũng sẽ không bị quá thấp so với mặt đường. Khi đi lên phần sảnh chính của chúng ta thì hai bên được thiết kế hai hệ thống cột trụ vuông vức và vững chắc này. Phía chân cột ốp đá trang trí màu đen, kết hợp các đường kẻ chỉ âm cột cũng như là các chi tiết phào chỉ xung quanh cột giúp cho công trình của chúng ta nhìn sẽ khỏe khoắn và hiện đại hơn. Phía bên trên này là hệ thống mái sảnh được lợp ngói giống với phần mái của ngôi nhà và được làm hạ cốt với phần mái để tạo điểm nhấn cho công trình. Toàn bộ phần cửa của công trình được sử dụng bằng chất liệu nhôm hệ kết hợp với kính. Với các ô kính cực kỳ lớn như thế này thì công trình sẽ rất dễ lấy ánh sáng ở bên trong, giúp cho không gian ở bên trong luôn rộng rãi và thông thoáng. Và trên thị trường Việt Nam hiện nay thì cũng có rất nhiều loại cửa nhôm hệ để quý vị có thể lựa chọn và tham khảo. Ví dụ như là nhôm Việt Pháp này, nhôm sinh pha. Riêng nhôm sinh pha thì đã có nhôm sinh pha tem đỏ này, nhôm sinh pha tem xanh và nhôm sinh pha Việt Nam. Thì mỗi loại đều có giá thành, chi phí cũng như chất lượng khác nhau để quý vị có thể cân nhắc lựa chọn làm sao cho phù hợp với tình hình tài chính cũng như tính thẩm mỹ chung của toàn bộ công trình. Không chỉ riêng phần cửa mà toàn bộ các nguyên vật liệu này, thiết bị được sử dụng cho công trình thì đều được lựa chọn dựa trên sở thích này cũng như điều kiện của từng gia đình một. Và điều này thì nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình này cũng như là chi phí khi mà chúng ta xây dựng nhà. Nên quý vị hoàn toàn có thể cân nhắc lựa chọn làm sao cho phù hợp với điều kiện riêng của gia đình mình. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản vẽ về 3D bóc mái công trình. Khi nhìn vào bản vẽ 3D bóc mái này thì chúng ta có thể hình dung ra được công năng bố trí cho công trình này, cũng như là các không gian khi mà chúng ta đặt để có đồ dùng nội thất nó sẽ như thế nào. Ví dụ như đối với công trình ngày hôm nay thì công trình được thiết kế này, khi đi sảnh chính vào thì sẽ là không gian phòng khách này. Phía bên trong này là khu vực phòng bếp và nhà ăn này. Công trình được thiết kế với 3 phòng ngủ này, trong đó có một phòng ngủ khép kín, một khu vực vệ sinh chung phía bên ngoài này và phía bên trên này thì sẽ là khu vực phòng thờ. Và ở đây thì chúng tôi cũng sẽ thể hiện rất là nhiều góc nhìn để quý vị có thể tham khảo và hình dung ra được rõ ràng nhất cái không gian nội thất khi mà chúng ta bố trí các đồ dùng nội thất. Và quý vị hoàn toàn có thể áp dụng cái phong cách thiết kế nội thất này với công trình của quý vị, hoặc là quý vị có thể thay đổi làm sao cho phù hợp với tình hình sở thích của gia đình mình. Ví dụ như đối với công trình ngày hôm nay thì tại không gian phòng khách này được thiết kế này, một bộ bàn ghế sofa để gia chủ có thể tiếp khách này. Phía bên trên này là kệ để tivi phục vụ nhu cầu giải trí của mọi người. Phía sau tivi thì sẽ được sử dụng một tấm nhựa PVC giả đá để làm tăng tính thẩm mỹ hơn cho không gian phòng khách. Phía bên trong này là khu vực phòng bếp và nhà ăn này, được ngăn cách với không gian phòng khách bằng hệ thống vách lam như thế này để liên kết không gian với nhau này và giúp hài hòa về ánh sáng giữa các phòng. Và sau này trong quá trình sử dụng khi mà chúng ta nấu nướng ở khu vực phòng bếp này thì chúng ta hoàn toàn có thể giao tiếp với mọi người ở ngoài phòng khách để tạo sự gần gũi cũng như là gắn kết hơn giữa các thành viên trong gia đình. Ở không gian phòng thờ thì hệ kệ tủ ban thờ được thiết kế một cách đầy đủ và hợp lý này. Hướng của ban thờ được đặt theo hướng chính ngôi nhà và hợp với tuổi của gia chủ, giúp chủ nhà đón nhận tài lộc và vượng khí. Trong tất cả không gian phòng ngủ thì đều được chúng tôi thiết kế đầy đủ các đồ dụng nội thất để mọi người có thể sử dụng. Ví dụ như là giường ngủ này, tủ quần áo, bàn làm việc này. Và các đồ dùng thiết bị thì đều được sắp xếp một cách hợp lý làm sao mà vẫn đầy đủ không gian để cho mọi người có thể di chuyển cũng như là sinh hoạt trong phòng, tránh tạo cảm giác bí bách cho mọi người khi mà chúng ta nghỉ ngơi. Với nội thất công trình ngày hôm nay, phần sàn lát bằng gạch granite vân đá này kết hợp với các đường hoa văn được bo xung quanh không gian sinh hoạt, giúp cho công trình chúng ta nhìn sẽ thu hút và nổi bật hơn rất là nhiều. Ở tại các không gian phòng ngủ thì quý vị cũng có thể lát đồng nhất với các vị trí phía bên ngoài không gian sinh hoạt. Và tại các không gian phòng ngủ thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng đồng nhất các vật liệu lát sàn giống với các khu vực sinh hoạt phía bên ngoài, hoặc quý vị có thể sử dụng bằng chất liệu lát sàn khác làm sao cho phù hợp với sở thích của gia đình mình. Ví dụ như ở đây thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng lát bằng chất liệu là gỗ tự nhiên này, giúp cho công trình chúng ta nhìn sẽ ấm cúng cũng như là sang trọng hơn rất là nhiều. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể sử dụng bằng chất liệu là gạch giả gỗ cũng vô cùng phù hợp. Tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau đến với bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công với công trình ngày hôm nay. Công trình ngày hôm nay thì là công trình nhà ở gia đình này, chủ đầu tư là anh Phạm Ngọc Sĩ này, địa điểm là Đông Xuân, Đông Hưng, Thái Bình. Đây sẽ là mục lục bản vẽ này, dựa vào mục lục này thì chúng ta sẽ biết rõ được số lượng bản vẽ này có trong bộ hồ sơ này, cũng như là sơ bộ về nội dung của bản vẽ để quý vị có thể đọc bản vẽ một cách chính xác và thuận tiện nhất. Ví dụ như công trình ngày hôm nay thì sẽ có 29 bản vẽ này, nội dung thì sẽ là các bản vẽ về mặt bằng này, bản vẽ mặt đứng này, bản vẽ mặt cắt này, cũng như là các chi tiết cột sảnh, nhà vệ sinh này, các chi tiết cửa. Đây sẽ là mặt bằng hiện trạng này. Công trình của chúng ta sẽ được xây dựng trên một phần đất. Phía đằng trước này thì sẽ là sông này, đằng sau thì sẽ là có một cái vị trí ao cá ở đây.
Dựa vào mặt bằng định vị công trình thì chúng ta cũng có thể biết được vị trí xây dựng của công trình nằm trên khu đất thì nó sẽ ở vị trí nào. Công trình của chúng ta được xây dựng ở vị trí này, ở nằm giữa khu đất luôn. Dựa vào hoa tiêu bên trên này, chúng ta sẽ biết được hướng xây dựng của công trình ngày hôm nay. Đây sẽ là mặt bằng định vị công trình này. Dựa vào đây thì chúng ta sẽ biết rõ được vị trí xây dựng công trình của chúng ta ngày hôm nay nằm trên khuôn đất, nó sẽ ở vị trí nào. Công trình của chúng ta ngày hôm nay thì được xây dựng ở giữa khuôn đất luôn. Và dựa vào hoa tiêu bên trên này thì chúng ta sẽ biết rõ được cái hướng xây dựng của công trình ngày hôm nay. Và phần sảnh chính thì được quay theo hướng này, phía bên dưới này thì sẽ là hướng nam, phía bên này thì sẽ là hướng đông, cho nên công trình của chúng ta ngày hôm nay thì sẽ được quay theo hướng đông nam. Sau đây thì sẽ là một số hình ảnh được đội ngũ kỹ sư và kiến trúc sư của chúng tôi chụp lại khi mà về khảo sát hiện trạng khu đất này. Công trình của chúng ta ngày hôm nay được xây dựng trên một khu đất xung quanh rất là nhiều vị trí ao cũng như là sông ngòi. Nên phần móng công trình ngày hôm nay phải được thiết kế một cách tỉ mỉ và cẩn thận làm sao mà đủ khả năng chịu tải này, tránh được tình trạng lún sụt trong quá trình sử dụng. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với mặt bằng bát trạch phong thủy này. Dựa vào những thông tin của gia chủ cũng như những số liệu được các kỹ sư và thầy phong thủy của Mắc Khôn tính toán thì gia chủ sinh năm 1990 này sẽ có các hướng tốt là hướng đông nam sinh khí phúc lộc vẹn toàn này, hướng đông thiên y thiên thời che chở, hướng nam diên niên mọi sự ổn định này, hướng bắc phục vị được sự giúp đỡ. Và dựa vào những thông tin này thì gia chủ có thể chọn được hướng nhà này cũng như là hướng của góc phòng. Tiếp theo sẽ là mặt bằng bố trí nội thất này. Dựa vào đây chúng ta sẽ biết rõ được cốt xây dựng của từng vị trí cũng như là các kích thước cơ bản để chúng ta có thể tính toán ra được diện tích của từng công năng một trong công trình. Và với công trình của chúng ta ngày hôm nay thì công trình được thiết kế với 3 lối tiếp cận, một lối ở sảnh chính này, một lối ở khu vực sảnh phụ và một cửa phụ phía sau công trình. Việc có nhiều lối tiếp cận này thì sẽ giúp việc di chuyển cho công trình được diễn ra thuận tiện và dễ dàng hơn này. Ngoài ra thì sẽ giúp không khí được lưu thông dễ dàng, đảm bảo được cái yếu tố về phong thủy. Về diện tích công trình ngày hôm nay thì công trình được thiết kế với bề ngang là 12,72m này. Chiều sâu công trình ngày hôm nay là 14,02m, vậy diện tích công trình sẽ khoảng là 178m², đầy đủ không gian để cho mọi người có thể sử dụng. Và trong tất cả các không gian sinh hoạt của chúng tôi thì chúng tôi đều thiết kế các vị trí cửa sổ để lấy ánh sáng cũng như là không khí tự nhiên giúp cho cái không gian luôn rộng rãi và thông thoáng. Mọi người sẽ cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn khi mà chúng ta sử dụng cũng như là sinh hoạt. Và đặc biệt là trong các khu vực vệ sinh thì chúng tôi đều thiết kế các vị trí ô thoáng này, kết hợp với các hệ thống quạt thông gió giúp cho tránh tình trạng ám mùi khi mà chúng ta sử dụng, đặc biệt là đối với cái phòng vệ sinh khép kín. Khi mà chúng ta bị ám mùi trong phòng ngủ này thì khi mọi người nghỉ ngơi đây thì cực kỳ khó chịu. Tiếp theo thì sẽ là mặt bằng xây dựng này. Ở đây thì chúng ta đã lược bỏ đi hoàn toàn các vị trí đặt để đồ dùng nội thất. Và thay vào đó thì các kích thước thì được thể hiện một cách chi tiết và rõ ràng hơn rất là nhiều để quý vị có thể theo dõi cũng như là xây dựng được một cách chính xác và thuận tiện nhất. Về chiều cao công trình của chúng ta ngày hôm nay thì công trình được xây dựng với chiều cao này, hệ bậc ngũ cấp là 750mm này. Phần thân của chúng ta sẽ có chiều cao là 4,17m và phần mái của chúng ta thì sẽ có chiều cao là 2,9m. Phía bên dưới này thì sẽ là ký hiệu các phần sơn cũng như là vật liệu được sử dụng cho phần ngoại thất. Khi mà chúng ta nhìn vào phần ghi chú này và chúng ta sẽ biết rõ được các vị trí nào được sơn màu trắng này, vị trí nào được sơn màu nâu cũng như là vị trí nào đỗ gạch trang trí. Ở đây thì chúng tôi cũng có rất nhiều góc nhìn để quý vị có thể hình dung ra được toàn bộ cái không gian ngoại thất thông qua bản vẽ 2D. Tiếp theo sẽ là mặt cắt 1-1 này cũng như là mặt cắt 2-2. Dựa vào các mặt cắt này thì chúng ta sẽ biết rõ được các vị trí dầm này, sàn cũng như là tường, vị trí nào nên tăng cốt này, vị trí nào nên giảm cốt để đảm bảo được cái yêu cầu kỹ thuật của công trình. Các vị trí được sử dụng các nguyên vật liệu khác nhau thì đều được chúng tôi vẽ bằng các nét vẽ riêng biệt. Ví dụ như phần đen này thì sẽ là các vị trí được đổ bê tông cốt thép này, phần kè sọc này thì sẽ là các vị trí được xây tường gạch. Tiếp theo thì sẽ là các bản vẽ thể hiện chi tiết cột sảnh này, phào mái này, hệ bậc ngũ cấp cũng như là các chi tiết phào chỉ. Thì đây là các chi tiết trang trí để giúp cho công trình của chúng ta nhìn sẽ đẹp mắt và thu hút hơn. Cho nên khi thi công thì mọi người nên lưu ý thi công một cách chính xác nhất để tránh làm ảnh hưởng đến tính thẩm mỹ chung của toàn bộ công trình. Tiếp theo sẽ là các chi tiết vệ sinh này. Dựa vào đây chúng ta sẽ biết được các vị trí đặt để các thiết bị vệ sinh của công trình. Ví dụ như đây thì sẽ có này, vòi tắm đứng này, bồn cầu này, lavabo này, không gian tắm được ngăn cách phía bên ngoài bằng vách kính tắm mờ này, giữ cho cái không gian phía bên ngoài này luôn luôn khô ráo và sạch sẽ. Ngoài ra thì ở đây chúng ta cũng có thể hiện các vị trí ốp lát của khu vực vệ sinh. Ví dụ như là phần sàn lát bằng gạch granite chống trơn này, phần tường ốp gạch granite lên cao, giữ cho không gian luôn sạch sẽ và dễ dàng vệ sinh hơn. Phần trần của chúng ta thì được sử dụng bằng trần bê tông cốt thép. Tiếp theo sẽ là bản vẽ về hồ sơ kết cấu này. Dựa vào đây chúng ta sẽ biết rõ được các chi tiết kết cấu chung của toàn bộ công trình. Ví dụ như là giải pháp kết cấu phần thân thì sẽ là hệ khung dầm bê tông cốt thép này, kết cấu sàn gồm các ô bản sàn bê tông cốt thép toàn khối này, tựa lên các dầm khung và dầm phụ này. Giải pháp xử lý nền móng ở đây thì sẽ là móng cọc bê tông cốt thép, cực kỳ hợp lý vì công trình của chúng ta ngày hôm nay thì được xây dựng trên một nền đất mà xung quanh thì rất là nhiều ao hồ cũng như là sông ngòi, nên việc sử dụng móng cọc ở đây để ngăn cái tình trạng lún sụt khi mà trong quá trình sử dụng.
Tiếp theo sẽ là phần sơ đồ bố trí cốt thép và phần răng móng. Ở đây chúng ta sẽ biết rõ được từng loại thép chúng ta sử dụng cũng như là sơ đồ bố trí cốt thép của từng răng móng nó sẽ như thế nào. Ví dụ như ở đây thì răng móng 01 thì được bố trí phía bên trên này là hai thanh thép phi 18 cộng với một thanh thép phi 20 ở giữa. Phía bên dưới thì cũng được bố trí là hai thanh thép phi 18 và một thanh thép phi 20 ở giữa. Ở giữa này thì còn được bố trí thêm hai thanh thép phi 12. Và phần đai thì được sử dụng bằng thép phi 8 với đan với khoảng cách là A150. Từng dòng móng đều được chúng tôi thể hiện rõ sơ đồ bố trí cốt thép để trong quá trình thi công thì quý vị có thể kiểm tra xem thợ có làm đúng với các sơ đồ bố trí cốt thép đã đề ra hay không. Và dựa vào các bảng thống kê cốt thép thì chủ nhà cũng có thể dễ dàng kiểm soát được cái phần thép mình cần phải chuẩn bị, tránh tình trạng mua thừa cũng như lãng phí cốt thép trong quá trình xây dựng. Và từng loại thép thì đều được chúng tôi thể hiện cũng như thống kê đầy đủ từ khối lượng đến chiều dài để quý vị có thể nắm bắt một cách chính xác nhất. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau xem qua về hồ sơ điện nước công trình. Ở đây thì sẽ có bảng ký hiệu các thiết bị này cũng như thuyết minh chung. Đầu tiên sẽ là mặt bằng chiếu sáng và thông gió này. Dựa vào đây chúng ta sẽ biết rõ được sơ đồ bố trí về hệ thống đèn điện cũng như thông gió chung của toàn bộ công trình. Bên dưới này là các ký hiệu về các thiết bị được sử dụng cho công trình. Ví dụ như đây chúng ta sẽ có rõ ký hiệu của đèn đao lai âm trần này. Đây thì sẽ là các vị trí lắp đặt đèn đao lai âm trần này. Phần kẻ gạch ngang nét đất này thì sẽ là ký hiệu của đèn dây led này. Thì đây thì sẽ được thể hiện rõ trên phần sơ đồ bố trí phía bên trên này. Quý vị hoàn toàn có thể xem và đọc bản vẽ một cách chính xác nhất. Tiếp theo sẽ là mặt bằng bố trí ổ cắm internet. Dựa vào đây chúng ta sẽ biết rõ được vị trí lắp đặt của từng ổ cắm này, cũng như cốt xây dựng của từng ổ. Ngoài ra thì hệ thống điện liên kết ổ cắm với nhau cũng được chúng tôi thể hiện một cách rõ ràng. Dựa vào đây thì trong quá trình thi công thì chúng ta sẽ thi công được một cách thuận tiện và dễ dàng nhất, tránh tình trạng chúng ta đi đường điện bị sai cũng như là bị rối. Đây sẽ là các vị trí được bố trí camera, ví dụ là phải sảnh chính này, phần phòng khách cũng như là vị trí sảnh phụ và khu vực cửa phụ phía sau công trình. Đây sẽ là mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh này, các vị trí lắp đặt điều hòa cũng như là bình nóng lạnh xung quanh công trình. Tiếp theo sẽ là mặt bằng chống sét phần mái này. Ở đây chúng tôi cũng thể hiện rõ này các đường đi cắp đồng cũng như là dây dẫn sét từ phần mái xuống với phần tiếp địa phía bên dưới. Đây thì sẽ là chi tiết lắp đặt hệ thống chống sét này. Ở đây chúng ta sẽ có những bảng thống kê các vật liệu được sử dụng này, cũng như là sơ đồ bố trí cũng như là cấu tạo của phần chống sét để quý vị có thể theo dõi trong quá trình thi công để thi công một cách chính xác nhất để đảm bảo an toàn trong quá trình sử dụng về sau. Đây sẽ là nguyên lý cấp điện này. Và dựa vào bảng thống kê các thiết bị thì chủ nhà cũng có thể dễ dàng chuẩn bị được các thiết bị được sử dụng trong công trình, tránh tình trạng mua sai này, mua thừa hoặc mua không đúng với kích thước và công suất. Tiếp theo thì sẽ là bộ sơ dự toán công trình ngày hôm nay. Ở đây thì đã được các kiến trúc sư này bóc tách tính toán cụ thể chính xác từng phần để giúp phần kinh phí xây dựng của chúng ta thì sẽ rõ ràng và minh bạch. Ở đây thì chúng ta có thể chia ra các phần như là phần thô này, phần hoàn thiện này cũng như là phần điện nước. Ở từng phần thì đều được chia ra các mục nhỏ để quý vị có thể tiện theo dõi. Và ở phần nội dung công việc thì chúng tôi cũng thể hiện rõ các công thức tính toán khối lượng để quý vị có thể kiểm tra một cách chính xác nhất về công trình của quý vị. Khi mà chúng ta đã có các công thức này tính toán ra khối lượng được sử dụng này và có đơn giá rồi thì chúng ta sẽ có giá tiền được chi trả cho từng công đoạn một cách rõ ràng và chi tiết nhất. Ngoài ra thì dựa vào hồ sơ dự toán này thì quý vị hoàn toàn có thể kiểm soát được cái phần nguyên vật liệu đầu vào để tránh tình trạng sau này trong quá trình thi công thì sẽ đưa các nguyên vật liệu khác so với dự toán hai bên đã thống nhất từ trước. Và khi mà chúng ta đã có bộ hồ sơ dự toán như thế này rồi thì quý vị hoàn toàn có thể nắm được cái phần kinh phí mình cần phải chuẩn bị là bao nhiêu để tránh phát sinh quá mức kiểm soát. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã giới thiệu đến quý vị công trình của nhà anh Sĩ có địa chỉ tại Thái Bình. Và nếu như quý vị nào yêu thích các thiết kế của Macomb và muốn Macomb thiết kế này cũng như là thi công chọn gói cho công trình của quý vị thì quý vị hãy nhanh chóng liên hệ với chúng tôi theo con số hotline để được tư vấn và hỗ trợ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tại các số tiếp theo.